Vâng, ta sẽ sử dụng ngữ pháp tương đương với trung tâm. Rồi, thầy có một cái ví dụ này ha. Đây là một cái ví dụ nè, ví dụ cũ ha. Để xem nha, ta kéo xuống đây, thầy dễ hiểu. Rồi, trong câu này ta thấy người ta dùng gì đây? Ta dùng gì? Mệnh đề gì? Mệnh đề gì? Nguyên nhân, đúng không? Mệnh đề nguyên nhân gì? Cụ thể đây là gì mình học rồi đúng không? Vì cơ gì? Suy nẹt, đúng chưa? Đúng chưa? Thì chúng ta sẽ thay cái ngữ pháp tương đương. Ta sẽ có cái gì đây? Ngữ pháp tương đương ta sẽ có cái gì? Ta sẽ có because nó sẽ bằng với see nè đúng không? Gì do to gì the fact that đúng không? Bằng với gì nữa? Given that đúng chưa? Vâng ạ. Ok, nó bằng gì nữa? Seeing that thì không dùng ra, seeing that chỉ dùng cho là cái này là nó là informal rồi. Ta có thể dùng gì nữa? Owing to gì? The fact that. Đó, nhiều cách không? Thì như vô thi mình chỉ cần nhớ như đây thôi là được rồi. Và tiếp tục, ở đây ta có cái gì? Because of thì chúng ta đã học các bạn gì? Due to đúng chưa? Rồi nó bằng với gì nữa? Due to thì nó sẽ phải cộng với gì? No, hoặc là gì? In. Rồi, nó sẽ bằng với cái gì? By virtue gặp cái này bao giờ chưa? Rồi ạ. Cái này là xe cái đấy nha. Ít thì rồi, ví dụ như thầy cụ thể ở đây. Có từ điển Cambridge nè. Dạ, và từ điển Cambridge nè. Có xài từ điển này không? Dạ, có. Ok, mình tra cái từ virtue nè. Virtue vì sao chúng ta hả nè? Rồi thấy chưa? C2 là thấy không? Đó, ăn điểm là chỗ này nè. Đó, người biết đó, mình xài cái này có 21 thôi. Nhưng mà muốn xài cái này thì sao? Giờ bây giờ bây giờ câu này thì chuyển thành như đây, chúng ta sẽ có câu này. Không có speaker đúng không? Chúng ta dùng không có speaker đúng không? Ta thay bằng là gì? Xin nha. Xin câu này ghi lại. Xin câu này ghi lại. Như vậy là xong rồi đúng không? Như vậy. Dạ. Đơn giản đúng không? Do to đá thôi hoặc là gì mình đá. Ok không? Rồi nếu mà muốn xài cái này thì sao đây? Đối với cái công thức này chúng ta phải tạo ra nè. Phải lưu ý khi ta xài nè. Lưu ý khi áp dụng because of hoặc là by virtue à, nhớ ba cụm này là được rồi, nhớ ba cụm không xài hết đâu. Ông thầy thì chỉ thêm một cụm nữa nè, đó là on the job of, học chưa? Rồi ạ. À, lưu ý đúng không? Thì ta sẽ cộng cho gì đây? Là phải gì đây đúng không? Hoặc là gì? À, là vật lý. Vật in là khi mà hai vế nó cùng chủ ngữ ha. Chúng ta nhìn vô hai cái câu này. Cái câu này, cái vế này là IELTS, cái vế sau là chủ ngữ ai. Cái này là khác chủ ngữ thì chúng ta sẽ sử dụng gì đây? Cái này. À. Nhưng mà vật in thì cái này là làm bài tập rõ ràng ha. Trung học phổ thông thôi. Trung học phổ thông thì làm cái vật in này quá dễ rồi. Ok, tại vì ta câu cụ thể ở đây ta có cái gì? Cái now phase, cái công thức của now phase nó sẽ cụ thể chúng ta. Nó sẽ có là gì đây? Nó sẽ có là gì? Ta sẽ cộng cho trạng từ sẽ có ta cộng cái gì tính từ ta sẽ cộng cho danh từ được không? Rồi ở đây ta cụ thể ra ta sẽ có nhà ta có cái gì đây IEL là gì đây IEL nó là chủ ngữ đúng không? Dạ. Ok, ta có là gì? Very gì? Đúng không? Là trạng từ đúng không? Trạng từ đúng chưa? Dạ. Rồi. Very hard. I love exam. Hard. I IELTS exam. Dạ. Rồi, chúng ta sẽ chuyển sang chúng ta sẽ chuyển sang bài về very hard IELTS.
đang sợ gì nè, như thầy á, thầy rất thích xài cái này, xài cái này nó ăn điểm hơn cái Vickers. Nếu mà trường hợp mà chúng ta không dùng được cái face thì chúng ta nên dùng Demon Dash đi ha. Dùng cái này á, những cái bạn mà ở bên 6 thì chúng ta xài cái này nhiều. Còn bên này, bên lớn chúng ta xài cái này. Xài cái này nha, đó, ra bôi. Đó, xài cái này cho này. Đó, on account. Đó, thì nhớ. Ok, bây giờ thầy sẽ cho cái lên tối đa luôn nè. Tối đa, cái người bắn súng người ta sẽ đẩy tối đa luôn. Rồi, ta coi. Giờ bây giờ ta sử dụng đem ở đây cái bên 7.58.8 mình xài cái này đúng không? Là cũng ghê gớm rồi nè. À, hai cái này thôi là nó đã đẳng cấp rồi. Nó sẽ cộng cho gì đó. Cộng cho face hoặc là vật hình đúng không? Rồi, ở đây chúng ta sẽ cộng gì? Ta sẽ bằng cái gì đây? Ta sẽ bằng cho width. Cộng cho face. Đúng không? Width cộng cho face. Đó là một cách ha. Width cộng face hoặc okay. Width cộng gì? S cộng một cân. Bớt sao? Rồi S cộng một cân ở đây là sao? Đây là cũng cộng một cân này. Gặp cái này bao giờ chưa? Cái chưa đúng không? Chưa. À, chỉ có học ở trình độ là tiếng Anh đội tuyển chuyên thì chúng ta sẽ học quyết mang nghĩ với biệt cơ sở. Rồi bây giờ thầy sẽ cho em coi nè. Rồi quyết ở đây. Thấy không? Nè. Không. Ở đây nó sẽ ghi bên mình thôi, nhưng mà là ở cái level IELTS là nó ở bên 8.5.9. À, có mua cái quyển sách này chưa? Thấy phụ này có mua quyển này chưa? Thế là thầy vẫn là xem màn hình thầy. À, thầy đang xem quên. Cái đấy thầy thấy là thầy đang cái quyển sách 8.9 thôi. Xài cái quyển đó là coi như là xài ngữ pháp của quyển đó là ăn full điểm luôn. Rồi câu này mình viết lại giả sử bây giờ mình dùng cái face đi ha. Sẽ viết lại câu này như thế nào đây. Đây mình sẽ có là được. Ok mình sẽ là gì? Very hard IELTS exam. I need to spend a lot of time on it. Nào. Những cái bài mà bên chính ấy, thì người ta sẽ không xài những cái bị cơ dập đâu. Bên chính là người ta sẽ dùng cái này. Rồi bây giờ giả sử như bây giờ mình dùng mệnh đề quan hệ đi ha. Rồi đây mình thấy đây là chủ ngữ phải không? Động từ là động từ gì? To be đúng chưa? Vâng. Mình rút gọn là thành gì? Being đúng không? Nó sẽ là gì? With IELTS being gì? Very hard exam. Exam. Rồi bây giờ sao ta ghi lại không cho? Hay ghê không? Yeah. Vậy mình vô thi nè. Mình vô thi. Mình dùng quiz. Trong một cái bài essay chúng ta dùng quiz hai lần. Nhưng mà cái cách dùng nó lại khác nhau. Một cái dùng vật hình. Một cái dùng face. Được không? Face. Câu này là gì? Yeah. Quiz là face. Rồi, ở đây có lẽ ở đây mình sẽ hiểu nó là gì, nó sẽ là bằng những gì. Which is đó, được chưa? Which is đó, cái gì đó. Rồi, bây giờ thầy để thầy mở một cái bên này. Cái bài này, tôi cái câu. Thank you.
nhầm rồi. Rồi. Ở đây. Đây. Câu này. Đây. Câu này. Copy ra. Câu này. Câu này. Câu này. Đây một cái câu bình thường đúng không? Sức khỏe. Point. Dùng từ gì đây? C2. Rồi. C2. Nhớ là C2 nha. Nhớ là C2. Đó. Improve là có nghĩa là enhance. Vâng. Ok. Vì cái câu này là bên 8 bên 9 là gì? Điền đáp theo gì quan trọng với con người. Mọi người cải thiện thông qua gì? Tập thể dục. Đúng không? Dạ. Rồi bây giờ thầy dùng with nè. With help being. Thấy không? Dạ. Rồi. Ok. Dĩ nhiên là với một cái cách diễn đạt như vậy, với một cái ý như vậy, chúng ta có thể có nhiều cách khác. Rồi. Nhưng mà vô thi á, vô thi nhớ sâu mấy cái này thầy nha. Tức là mình học rồi mình phải sâu ra cho người ta thấy. Hiểu không? Chứ bây giờ mình vô thi mình biết cái ghi mình đát mà mình đi mình giấu nghề, mình đi dùng cái xin ẹt chứ. Hiểu ý thầy chưa? Vâng. Ok, chúng ta sẽ thực hành với một câu nữa. Đó là chúng ta đang nói là gì đây? Chúng ta thay ngữ pháp. Rồi bây giờ đó là qua cái cách này đi, chúng ta qua. Đây là một cái ví dụ này. Rồi đối với câu này này nó đã là rồi, đối với câu này này nó đã là gì? Nó đã là gì? Nó đã là gì? Drama rồi. Drama rồi. Và cái cách thứ ba này, cái cách tối đa này, cách thứ ba. Cách thứ ba là chúng ta sẽ làm gì? Vô thì chúng ta sẽ làm gì đây? Chúng ta sẽ gì? Sử dụng.